Thứ nhất là với lứa tuổi của chị, năm nay là 38 tuổi và có cái thời gian mong con khá dài, tức là 11 năm. Tôi nghĩ rằng là với phương pháp điều trị của chị đã làm được khá nhiều rồi, đó là làm đến cả thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu tiên thì đã có thai sinh hóa, tức là thử beta CG là có thai, và lần thứ hai là không có. Thì tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng là sau khi làm thử nghiệm ấy thì chúng ta phải thử beta CG để xem có thai không, và ngay sau khi chuyển phôi thì cũng phải có thuốc để hỗ trợ cho cái phôi, trong y học gọi là hỗ trợ hoàng thể. Đó là điều bắt buộc phải có trong những trường hợp mà làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi cũng thấy băn khoăn là khi mà chị sau khi chuyển phôi mà có thai, tức là beta CG dương tính, mà chị lại không dùng thuốc. Hiện nay theo tôi, chị nên đến khám và tiếp tục điều trị bằng thụ tinh ống nghiệm, vì năm nay chị cũng đã 38 tuổi rồi, và nên càng nên làm sớm càng tốt.